Rồi hello anh em ha, em là Tính, chuyên bán máy cơ xích hàng bãi Nhật anh em. Hôm nay lên một con Hitachi CS35 anh em. Con này con tay cục thuộc dòng Micho anh em. Dòng này là dòng siêu whip anh em, mà thường thường mà kiếm máy gì mà tay cục mà nòng 39 ly 2 bạc thì chỉ có con này với con Micho 350 anh em. Nhưng mà hai con này là giống nhau hoàn toàn ha. Giống nhau hoàn toàn, con màu đen màu trắng thôi anh em. Đều là hàng của Nhật hết ha. Hai ốc lam nè, máy mini mà hai ốc lam anh em. Máy thì như máy thùng anh em. Mới Kenspan luôn. Cái mã của nó là 50059 anh em. CS35 EC. Máy thì zin 100% anh em, zin từ con ốc ra. Như máy thùng luôn ha, bao lam zin theo máy luôn nè ha. Rồi anh em nào cần thì alo em ha. Máy thì không có lỗi lầm gì hết trơn anh em. Zin 100% hoạt động full chức năng nha. Máy cực kỳ đẹp. Hai ốc lam. Cái lam đó nè anh em. Lam sơn zin theo máy nè anh em. Không mẻ một vết nha anh em. Lam là bao không mẻ ha. Máy này cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi anh em nào cần thì liên hệ em ha. Con này là 39 ly nha, 2 bạc các em. Là nói về tay cục thì nó với mở tin tin 200T với 2202T các anh em. Là công suất bằng nhau anh em, là chỉ có hai này là công suất lớn nhất anh em. Công suất lớn nhất cái dòng tay cục á. Anh em mà thợ mà chuyên mà khai thác mà leo trèo cao thì gặp con này thì phải nói là đỉnh của đỉnh nha. Đẳng cấp nha anh em. Con này em bán là 2.7 triệu nha nè. 2.7 triệu bao zin 100% zin từ con ốc ha, bán ra bảo hành động cơ anh em là 6 tháng nha. Máy thì nằm bê tông bao sọc ngang nha nè. Rồi nổ máy lên giùm anh nha. Anh em nào cần thì liên hệ em ha. Con này 2.7 triệu anh em. Hỏi sao mà máy mini mà mắc quá thì mắc là do nó là máy 39 ly anh em. Dòng máy này là cực kỳ hiếm ha, giá này không có mắc đâu anh em. Đảm bảo bao anh em thị trường luôn. 2.7 triệu bao ship cho anh em toàn quốc nha. Rồi anh em nào cần thì liên hệ em ha.